sau khi xác nhận chia tay AC Milan khi mùa giải năm 2022 đến năm 2023 khép lại, tiền đạo người Thụy Điển Ibrahimovic đã chính thức tuyên giải nghệ ở tuổi 41. Hợp đồng của ngôi sao người Thụy Điển và AC Milan sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 năm 2023, nhưng anh đã không được đội chủ sân San Siro gia hạn hợp đồng. Khác với nhiều thông tin của báo chí ý rằng anh sẽ tiếp tục thi đấu ở Serie A và khoác lên mình màu áo câu lạc bộ Monza vào mùa giải tới, Ibrahimovic đã chính thức nói lời chia tay sân cỏ sau trận đấu của AC Milan gặp Verona vào 16 tháng 5. Ibrahimovic đã trở lại AC Milan lần thứ hai vào mùa giải năm 2021 đến năm 2022 và cùng đội bóng nước Ý giành Scudetto. Tuy nhiên, việc gặp phải chấn thương ở mùa giải năm nay khiến cầu thủ sinh năm 1981 liên tục phải ngồi ngoài và không đóng góp nhiều cho đội bóng thành Milan. Suốt mùa giải năm 2022 đến năm 2023, tiền đạo người Thụy Điển chỉ có vỏn vẹn 4 lần ra sân cho AC Milan tại Serie A với 144 phút thi đấu. Ibrahimovic ghi một bàn thắng và lần gần nhất anh xuất hiện là từ giữa tháng 3 năm 2023 trong trận thua Udinese 1-3. Trước các khán giả của sân San Siro, tiền đạo người Thụy Điển đã có màn chia tay đầy cảm xúc. Ibrahimovic cố kìm nước mắt và chia sẻ, "Tôi nói lời tạm biệt với bóng đá nhưng không phải với các bạn. Có quá nhiều kỷ niệm và cảm xúc bên trong sân vận động này. Lần đầu tiên AC Milan đã cho tôi hạnh phúc, lần thứ hai, AC Milan và các bạn đã cho tôi tình yêu. Tôi muốn cảm ơn gia đình và những người đã luôn bên cạnh, kiên nhẫn với chính tôi. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, từ trái tim mình, tôi muốn cảm ơn các bạn, những người hâm mộ của AC Milan. Bạn đã chào đón tôi với vòng tay rộng mở và tôi sẽ là một Milanista trong suốt cuộc đời mình. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với bóng đá, nhưng không phải với bạn. Khó quá, nhiều cảm xúc quá. Forza Milan và tạm biệt." Ibrahimovic bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại Malmo vào năm 1999. Sau đó, anh gia nhập đội bóng Hà Lan, Ajax trước khi khoác áo nhiều đội bóng hàng đầu châu Âu như Juventus, Barcelona, Manchester United, Inter Milan, PSG và AC Milan. Cầu thủ 41 tuổi cũng có một sự nghiệp đáng nhớ khi ghi 511 bàn thắng và đã giành tổng cộng 12 chức vô địch quốc gia ở các giải đấu anh tham dự: La Liga, giải vô địch quốc gia Hà Lan, Ligue 1, Serie A. Ở cấp độ đội tuyển, Ibrahimovic cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Thụy Điển với 62 bàn sau 121 trận. Cầu thủ này đã tuyên bố từ giã đã đội tuyển Thụy Điển sau Euro 2016 nhưng trở lại và thi đấu tại vòng loại của World Cup 2022. Với 121 lần ra sân, Ibrahimovic là cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều thứ 6 trong lịch sử đội tuyển Thụy Điển.